mọi người đang đến với bài 5 của Ale. Bài này thì chúng ta không có học về kỹ năng nâng cao hay là kỹ năng cơ bản gì hết, mà chúng ta hiểu hơn về lịch sử sau khi chúng ta tìm hiểu qua 4 bài cơ bản, trong đó có những phần nâng cao. Thì để các bạn chơi tốt hơn về môn con thắc rứt linh, các bạn nên hiểu hơn về lịch sử của nó. Thì con thắc rứt linh này nó có nguồn gốc thì thật sự mà nói là rất là lâu đời rồi. Từ những cái người mà người xưa ở bên Trung Quốc, người Cung Phu, người ta chơi những cái trái tim pin nhưng mà nhỏ hơn cái này, họ làm như vậy. Đó như bài tập thể dục. Và sau này người ta nghiên cứu hàng thế kỷ trước. Nhưng mà sau này thì ở bên Mỹ có một cái người nghệ sĩ có tên là Michel Mojo hay gì đấy, nói chung là Halley chỉ biết là ông này rất là giỏi về tung hứng, và sau này ông biến chuyển và tìm hiểu hơn về môn con thắc rứt linh. Thì lúc đấy ông biểu diễn thêm nhiều động tác và sáng tạo, và từ những năm 1980 và đến bây giờ là cũng đã là hơn 30 năm rồi. Và bộ môn này xuất phát từ Mỹ cho các bạn, và ở Việt Nam mình, và được du nhập là từ năm 2010, và tính đến thời điểm này là đã được 8 năm. Và từ những cái người Anh đi trước như là anh Zen đấy, mọi người có thể nhớ anh Zen, Yuki, Thiện, anh Cường và Thu Boy, đó là những cái tên và những người đời đầu mà họ đã chơi và mang cái môn con thắc rứt linh về Việt Nam. Và có những cuộc thi như là Việt Nam Got Talent hay là những cái talk show hoặc là những cái bài báo về môn con thắc rứt linh. Nhưng mà về sau này thì các bạn trẻ ít chơi hơn, thì bộ môn này cũng dần dần ít người và lãng quên. Thì ngày hôm nay Halley muốn gợi nhớ cho các bạn về lịch sử của môn con thắc rứt linh thế giới và ở Việt Nam. Thì bây giờ có những cái bạn chơi, họ chơi tốt hơn, có thể nhắc đến được Hà Nội, miền Bắc, có thể nhắc đến tới anh Huy Khánh, là một trong những người Anh cũng là những người đi đầu trong môn con thắc rứt linh này. Ở Sài Gòn thì bây giờ chỉ còn có Halley, rồi bên cạnh đó có một người em là Lê Đạt, rồi một số thành viên trong nhóm Wagyu. Và các bạn trên tay Halley cầm đó là quả cầu nhựa. Còn cái quả cầu mà ngày xưa người Việt Nam mình chơi là một cái quả cầu nặng, hoặc cầu thủy tinh hay còn gọi là cầu phong thủy. Nó rất là nặng, và khi chúng ta cầm chơi thì cảm giác như nó rất là nặng lắm, khó chơi. Và sau này khi mà chúng ta hiểu hơn về cái môn này, môn con thắc rứt linh, thì nó chuẩn của nó là nhựa nha các bạn. Nói chung là cũng không phải nặng đâu, nó cũng tương đối là nhẹ. Và trong môn con thắc rứt linh chúng ta có những cái sai khác nhau. Trên tay Halley cầm là loại 10 cm phù hợp cho nam, loại nhỏ hơn mà dành cho các bạn nữ nó là lần từ 8 đến 9 cm. Còn trên tay Halley bốn trái nhỏ này là loại 7 cm, dành cho những người nào thích chơi một lúc 4 trái hay là 8 trái, 10 trái thì các bạn. Và có hai loại khác nhau nữa, 7 là 74, 74 cm. Hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về con thắc rứt linh. Thì các bạn nào mà muốn chơi chuyên nghiệp và chơi chuyên sâu hơn, chúng ta có thể chơi là 4 trái, 6 trái, 8 trái, 10 trái và nâng cao nó lên và sáng tạo cho cách chơi của mình. Thì đấy chính là những cái hiểu hơn về lịch sử của môn con thắc rứt linh này. Mong các bạn chơi có thể phát triển nó ở Việt Nam mình và nâng cao ở tầm thế giới. Chúc các bạn có thể tìm được cảm hứng của mình sau khi Halley chia sẻ về môn con thắc rứt linh này nhé. Cảm ơn các bạn. Nhớ đừng quên like và subscribe để có thêm nhiều video hay hơn các bạn nhé. Bye bye. Chia sẻ clip này nên rộng rãi nha.